À, những cái đường đục hoa văn như là những cái bông hoa hồng thì nó to như là trong cái lễ hội hoa hồng ấy. À, nó to như là các cái bông hồng của Pháp hay là Bulgari ấy. Nó to mà nó đẹp và các cái đường nét thì rất là tần mẩn, tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ càng và rất là chắc chắn. Chào, chào mừng quý khán giả đã quay lại trên kênh YouTube của Đồ gỗ Mỹ nghệ Hướng Mai. À, kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Hôm nay thì Hướng Mai xin trân trọng giới thiệu một cái giường gỗ hương của Lào mà kích thước của nó là 2m2, 2m4, đục hoa hồng, mẫu gọi là Louis, mẫu của vua Pháp. Đây là một cái giường rất là đẳng cấp với những cái chiều dày của cái giường này. À, khách hàng của Hướng Mai đặt 12 phân nhưng mà thợ của Hướng Mai thì làm đến tới 15 phân. Nó vừa dày, vừa đẹp, vừa chất lượng và vô cùng là kỹ, kể cả từ cái khuôn tranh của giường cũng thế. Nó vô cùng là dày và khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy được đầy đủ cái sự đẳng cấp cũng như là cái tiện nghi cũng như là sự đẹp của cái giường này. Và kích thước thì 2m2, 2m4 thì nhà quý khách phải rất là rộng thì kê cái giường này mới đủ cái độ VIP, bởi vì nó rất là rộng và nó to, nó dày, nó cũng sâu nữa. Và những cái đường nét thì những người nghệ nhân đục 100% bằng tay, cho nên là khi mà đặt để trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy là nó rất là đẳng cấp và không ai có, không bao giờ có những cái giường như này. Những giường như thế này và những cái giường mà như Hướng Mai giới thiệu là kích thước 2m2, 2m4 thì chỉ có đặt mới có, còn bình thường không bao giờ có trên thị trường. Và những cái đường đục hoa văn như là những cái bông hoa hồng thì nó to như là trong cái lễ hội hoa hồng ấy. À, nó to như là các cái bông hồng của Pháp hay là Bulgari ấy. Nó to mà nó đẹp và các cái đường nét thì rất là tần mẩn, tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ càng và rất là chắc chắn. Và cái giường này thì khách của Hướng Mai bảo là làm cho chị 12 phân, nhưng mà nhân viên của Hướng Mai thì các bạn ấy rất là có tâm, các bạn ấy làm hẳn 14, 15 phân. Bây giờ vẫn thấy đậu là 14, 15 phân. Rất là dày dặn, chắc chắn và vô cùng là đẹp. Hôm nay thì Hướng Mai rất là yêu thích cái sản phẩm của đồ gỗ Đồng Kỵ và cũng cảm thấy rất là tự hào về những người nghệ nhân đã sản xuất ra được những cái giường mà đục đẹp như thế này, chất lượng như thế này. Cũng xin gửi lời biết ơn, cũng gửi niệm lành tới toàn thể gia đình quý khách và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Hướng Mai đã sản xuất hàng ngày hàng giờ những cái sản phẩm vô cùng là đẹp, rất là tuyệt vời như thế này để Hướng Mai có cơ hội mà giới thiệu với quý khách. Hôm nay là một ngày rất là đẹp, Hướng Mai xin gửi lời chúc sức khỏe. À, quên mất, xin lỗi, I'm sorry, forgive me. Cường ơi, Cường hãy cho cô cái gì nhỉ? Cái đệm vào đây, đấy, vào đây nữa, để khi mà đặt đệm vào thì mọi người sẽ thấy được cái sự đẹp của nó. Và nó rất là thoải mái, gỗ của nó đã đẹp rồi, nhưng mà khi mà đặt để, đấy, ôi dồi, đẹp quá. Đây là một cái giường, đây là một cái đệm mà Hướng Mai đặt cái đệm màu này để cho nó phù hợp với lại các đôi vợ chồng. Khi mà cái màu này nó là cái màu rất là ấm áp, nó làm cho cái sự gọi là VIP, cái sự như là kiểu gia đình hạnh phúc, thì Hướng Mai đã chọn cái màu đệm này. Thế còn như là các cái đệm màu vàng thì cho những người trẻ, những người con gái trẻ, họ đặt để vào trong phòng thì nó sẽ rất là đẹp. Cái này thực ra là khách hàng họ thích là dày hơn, nhưng mà theo Hướng Mai đã nhiều năm làm giường rồi thì cái giường như thế này thì kích thước 10 phân nó mới đẹp, bởi vì khi mà ngồi thì nó vừa với cái tầm của chân. Còn nếu mình làm 20 phân thì nó cao quá, nó cao quá thì khi mà mình ngồi sẽ rất là lênh khênh, và sau này mà nhà có cháu nhỏ thì các con sẽ phải trèo lên, nó cao quá nó cũng không thuận tiện. Và đây là một trong những cái kích thước phù hợp nhất. Nên là nếu mà để Hướng Mai tư vấn thì vẫn tư vấn quý khách là chọn một cái đệm nó vừa vặn với tầm cao của nó, và khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì nó sẽ đẹp hơn. Là mình thích cao quá nó che nó mất, bởi vì bản chất là cái giường này nó đã đục rất là đẹp rồi. Nếu mà mình để cao quá thì nó sẽ che mất các cái bông hoa của nó, rất là phí. Hôm nay Hướng Mai xin gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khách đã quan tâm đến sản phẩm đồ gỗ Mỹ nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Và bất cứ khi nào mà quý khách có nhu cầu về đồ gỗ truyền thống, những cái sản phẩm thật là VIP, hoặc những sản phẩm mà giá cả hợp lý với chi phí vừa phải và chất lượng tuyệt vời, thì hãy gọi điện cho
Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, số 1 Đồng Kỵ, công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.